tiên các bạn vào trang mà các bạn đánh vàng Department of Home Affairs. Okay. Thì các bạn vào trang này. Như Hành nói cái ví dụ những cái video trước Hành nói đó, các bạn thấy chữ gov, chữ IU tức là một cái trang của chính phủ Úc. Thì đây chính là cái trang của chính phủ Úc về bộ di trú nha các bạn. Thì các bạn thấy cái phần này nè là Immigration and Citizenship. Và cái trang này đó thì các bạn chỉ cần đánh vào đây. Các bạn đánh chữ processing. Rồi. Thì các bạn sẽ thấy cái trang thứ hai, cái dòng thứ hai là visa processing time, các bạn vào đây. Và ở đây các bạn đi xuống ha, đi từ từ xuống và các bạn thấy đây là người ta nói về cái visa gia đình, ví dụ như visa cha con bảo lãnh cha mẹ này nọ đó các bạn ha. Rồi các cái visa trên toàn thế giới, nhưng mà các bạn vô đây này là làm thế nào để xem xét cái thời gian xét hồ sơ, các bạn nhìn vào đây list of all visas. Chào các bạn, tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty IST. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể bấm like. Và nếu các bạn muốn được cập nhật thường xuyên những cái video clip của Hạnh thì bạn có thể subscribe ở trong YouTube. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.